Đây là mấy chị em người Nùng nha các bạn nha. Bây giờ thấy các bạn thấy Tây Nguyên đầy nắng không và gió không ạ? 2 giờ chiều. Cuối tháng giêng 2 giờ chiều. Trời rất là nắng. Giờ nó phải còn nắng ba mấy độ cơ. Giờ là những người nào trú nắng thì vẫn trú nắng, những người nào đi vẫn cứ đi. Khi nào khoảng tầm 4 5 giờ chiều ấy, lúc đó sẽ ra đường rất là đông. Cảm ơn mấy chị nhá. Em đã được quay mấy chị lên truyền hình rồi. Chỉ có người quay phim như bọn tôi mới khổ các bạn ạ. Nó nắng mình phải đi. Chứ làm được những tác phim hình ảnh đẹp thì cũng phải chịu khó ra nắng. Chào mấy cô xinh đẹp nhá. Chào nhá. Lên đó anh phải căn phải đấy. Mấy em xinh đẹp này lên hình mới đừng mà đúng thật luôn. Anh cũng biết rồi. Khó quá. Anh đây tính căn là phải đấy được mấy cô xinh đẹp này để lên hình. Đó, đây là mấy chị bậc thầy hát xi đấy các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ quay lễ hội một tí, rồi tí nữa mình sẽ quay hát hò cho mọi người nghe nhá. Các bạn hãy để ý video tiếp theo của mình nhá. Quay mấy chục trạng, tay một điện thoại này. Nó được, không được đẹp mà.